Vâng, thưa xin kính chào các anh chị em. Vâng, thưa các anh chị em, bây giờ là 16 giờ của Paris. Tại Việt Nam khoảng 9 giờ phải không? 9 giờ hay 10 giờ đêm rồi thưa các anh chị em. Live stream ngày hôm nay tôi xin phép được đề cập đến câu chuyện đang xảy ra tại Pháp, được gọi là những cuộc bạo loạn, được gọi là những cuộc bạo động đang xảy ra toàn quốc nước Pháp, và nó có liên quan gì đến Việt Nam hay không? Đó là cái ý mà tôi rất muốn được cùng với các anh chị em để chúng ta phân tích. Tôi cũng sẽ nhận những sự phản biện hoặc những câu hỏi để chúng ta cùng nhau thảo luận. Tuy nhiên tôi sẽ, vì vấn đề an ninh của mạng truyền thông, các cái mạng truyền thông của tôi rất là yếu rồi, cho nên rất là dễ bị xâm nhập khi mà chúng ta dùng cái kỹ thuật để mà hai ba người lên trên màn hình. Đồng thời đó là cái mục tiêu của những cái live stream tôi thực hiện là đều nhắm đến Việt Nam, cố gắng để truyền tải những cái hình ảnh và những suy tư của một người cựu tù chính trị Việt Nam, và rất muốn được chia sẻ những cái tầm nhìn từ xa đối với các anh chị em đang sống tại Việt Nam. Cho nên đối với những anh chị em tại Việt Nam thì tôi tối kỵ là mời lên trên màn hình vì lý do an ninh. Cái này là không phải vì an ninh mạng mà là vì an ninh cá nhân đến từng người. Cho nên tôi sẽ không có mời các anh chị em tại Việt Nam lên trên những cái cuộc trao đổi của tôi. Vâng, thưa các anh chị em, xin các anh chị em báo lại giùm nhé. Anh Long Nguyễn có đề cập là nghe tốt. Anh Long Nguyễn là ở bên Hoa Kỳ. Như vậy thì tôi nghĩ rằng vấn đề âm thanh không có trở ngại gì nhiều. Vâng, sức khỏe của tôi ngày hôm nay không có được, tức là chưa có được tốt trở lại. Cho nên một số những công việc mà tôi cần phải thực hiện, phải làm thì tôi cũng đã không có thể thực hiện được, không thể làm được. Hy vọng là bắt đầu từ chiều ngày mai là tôi có thể lái xe được và tôi sẽ làm được một số những công việc trong tuần đã rất là gấp gáp của tôi rồi. Để sau đó chúng ta có thể có được nhiều thời gian với nhau hơn. Tôi nghĩ khoảng 2 tuần nữa tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để trao đổi với các anh chị em, có thể là một tuần 3 ngày. Vâng, thưa các anh chị em, xin chào anh Đặng Đình Tuấn. Xin chào anh Công Định, anh Long Nguyễn, anh Nguyễn Tâm. Vâng, tôi xin kính chào tất cả các anh chị em. Và bây giờ tôi xin phép để đi vào cái điều mà tôi muốn trình bày ngày hôm nay liên quan đến cái gọi là những sự việc bạo loạn đang xảy ra tại Pháp. Tôi nghĩ rằng nhiều anh chị em ngạc nhiên vì cái câu chuyện nó xảy ra tại Pháp nó quá đột ngột. Trong trong khoảng 2 năm qua đó, nước Pháp có rất nhiều những vấn đề nó liên quan đến chính trị, liên quan đến xã hội. Và mỗi một vấn đề đó thì nó đều là những vấn đề trọng đại, nó vẫn đều là những vấn đề rất lớn và nó quy tụ rất nhiều những sự tham gia của người dân. Rất nhiều sự tham gia cũng như rất nhiều những sự thờ ơ. Thí dụ như là cái câu chuyện của chống vaccine, nó đã kéo dài 39 tuần lễ. Tức là năm ngoái đó, cách đây hơn một năm là 39 tuần lễ. Và tất cả những ngày cuối tuần đó là Paris và khoảng 40-50 cái thành phố của Pháp là rúng động. Cái
cái phản ứng của người dân đối với câu chuyện vaccine lúc bấy giờ nó được bị, tôi gọi là bị là đúng hơn, nhận rất nhiều những sự trái chiều. Thậm chí những đoàn biểu tình đi ở dưới đường thì ở trên hai bên đường là có những người tỏ thái độ hết sức phẫn nộ và chửi bới, chửi rủa. Câu chuyện đó nó đến ngày hôm nay nó không còn những cuộc biểu tình đó nữa. Tuy nhiên nếu không có những cuộc biểu tình đó, đó thì tôi nghĩ rằng sẽ rất nhiều những vấn đề hệ lụy nó xảy ra tiếp theo. Và cho tới ngày hôm nay thì người ta đã bắt đầu lắng động lại, tỉnh táo lại và thấy rằng cái công việc mà người ta kéo nhau xuống đường để mà chống lại cái lệnh vaccine đó, càng ngày càng có nhiều người đồng cảm hơn và thấy rằng nó đúng. Trong những cuộc biểu tình đó, những người Việt Nam của chúng ta có một số những khuôn mặt hết sức đặc biệt. Thí dụ như anh Huỳnh Công Phải của chúng ta, tôi nghĩ rằng cái người mà dài hơi nhất để mà có mặt trong bang gần như là suốt 39 tuần lễ như vậy đó, là người Việt Nam của chúng ta có mặt anh Huỳnh Công Phải. Và anh Huỳnh Công Phải cũng từ cái sự xuất hiện đó, thường xuyên xuất hiện đó, mà anh Huỳnh Công Phải có rất nhiều những người thương và đồng thời rất nhiều những người ghét. Những người quý mến anh Huỳnh Công Phải đến từ nhiều nguồn gốc và đặc biệt đều là những người trái ngôn ngữ với tôi. Tôi chỉ có nói tiếng Việt thôi, nói tiếng Anh hay nói tiếng Pháp là tôi nghe cùng lắm được 40%, 50%. Dĩ nhiên trong những cái hoàn cảnh như vậy thì tôi bị á khẩu, tức là tôi không dám nói, tại vì mình hiểu chỉ có tới đó thôi. Thì mình không thể nào dám phát biểu. Nhất nữa là mình phát biểu thì người ta cũng có thể là người ta hiểu được 40 hay 50%. Đó là cái giới hạn của người thiếu ngôn ngữ, thiếu sinh ngữ. Tôi cũng khá là tiếc, tuy nhiên nó là cái nó đâu đó nó là cái vận mệnh rồi. Tôi đến Pháp là tôi lăn vào cái công việc để tìm đường về cho để tìm đường về quê hương, và mục tiêu của tôi là nỗ lực để góp phần vào trong vị trí của một thằng lính, của một người lính, tức là không phải là bậc trí thức mà là vị trí của một người lính. Cho nên tôi không có đầu tư vào cái việc học hành, bởi vì nếu mà đầu tư vào việc học hành thì sẽ không thể nào lăn vào được cái lăn vào từ đầu, tức là từ những ngày mới tới Pháp. Tôi có một vị bác sĩ, một người anh, không biết bây giờ có còn sống hay không, rất là quý mến, đó là một vị thiếu tá của sư đoàn 8 sư đoàn 18, một vị thiếu tá bác sĩ, bác sĩ Trương, Nguyễn Anh Trương. Và đây là người cũng khá nhiều bực mình với tôi, tại vì đây là người gần như là đón tôi đến Pháp. Khi mà tôi đến Pháp khoảng một tuần lễ thì gọi là cái cơ sở của lúc đó là chi bộ 316 của ông tướng Hoàng Cơ Minh đó. Lúc đó là chỉ có gần như Paris chỉ có một cái cơ sở hoạt động thôi, một cái chi bộ hoạt động thôi, đó là chi bộ 316. Thì ông Nguyễn Anh Trương là bí thư chi bộ và đã đến cái foyer để gặp tôi cùng với một người hoạt động về ngành ngoại giao rất là già rồi, hết sức chắc là bây giờ đã không còn nữa, tức là một vị hành chánh, bác Nguyễn Thừa Thính. Trong cái chi bộ ban đầu đó, và lúc mà tôi đến Pháp đó, lúc đó là cuối năm 83, lúc mà tôi tới Pháp đó thì duy nhất có cái chi bộ đó hoạt động tại Paris, chi bộ Paris duy nhất là hoạt động. Còn chi bộ 313, tức là 13 là lấy tên của cái quận, 13
chi bộ 313 thì khá nhiều các anh chị của Tổng hội sinh viên Paris, nhưng thí dụ như anh Nguyễn Ngọc Giáp chẳng hạn, nhưng cái đó chỉ là cái tên gọi lúc ban đầu mà thôi, chứ các anh ấy không có phải là những người tuyên thệ, các anh hoạt động độc lập, nhưng mà cái gọi là tổ chức lúc bây giờ thì muốn thổi cho nó lớn lao lên là có những người như thế, và nó có cái chi bộ 13, cho nên chi bộ 13 là chi bộ không có quân. Tuy rằng các anh các chị ấy đều là sinh viên mới ra trường, đều là học những trường lớn không, nhưng các anh các chị được gọi là chi bộ không quân. Và trong cái chi bộ không quân đó có một người rất là đặc biệt, đó chính là chị Lệ Xuân. Và chị Lệ Xuân là những người có mặt trong những cuộc biểu tình chống vaccine. Tôi gặp được 4 lần gặp được chị Lệ Xuân, quả thực là hết sức mừng rỡ. Bởi vì khi mà tôi sang bên Pháp đó, là chị Lệ Xuân lúc bây giờ chúng tôi nói sau lưng thôi, không có dám nói trước, tại vì chị quá đẹp mà đẹp sang trọng và hết sức trí tuệ, lại là người đấu tranh hết sức tích cực cho một đất nước xa vời là Việt Nam, đó là chị Lệ Xuân. Thì khi gặp lại chị Lệ Xuân thì quả thực là xúc động rất nhiều, bởi vì lúc mà chúng tôi mới sang thì là những người 24 tuổi, 25 tuổi mới sang Pháp, và gặp được một người mà đẹp đẽ như vậy, sang trọng như vậy thì ai cũng xúc động, ai cũng thấy hết sức là quý mến. Và chị là một người khá đặc biệt so với cái quán tính của các cái anh chị em trong cái tổ chức gọi là Tổng hội sinh viên Việt Nam tại Paris, tức là chị rất là hòa đồng, hết sức là khiêm tốn, vui vẻ, hòa đồng và khiêm tốn. Cho nên đó, đây là một cái nhân dáng đã in đậm vào trong suy nghĩ, trong tầm nhìn của chúng tôi ngay từ khi chúng tôi mới đến Pháp. Và trong những cuộc biểu tình chống vaccine ấy, thì rất là hi hiếm mà gặp được chị Lệ Xuân. Lúc đầu tôi nhớ rằng lúc mà gặp chị Lệ Xuân là tôi đang gần như là á khẩu. Lúc bây giờ là chị Lệ Xuân đang nói chuyện với anh Huỳnh Công Phải. Anh Huỳnh Công Phải Trương, tức là anh Huỳnh Công Phải là mang cái lá cờ vàng của chúng ta trên cổ, và một cái lá cờ vàng nhỏ cùng với một lá cờ của Pháp đeo trên ba lô. Thì chị Lệ Xuân mà trong các cuộc biểu tình Tây phương như vậy mà bà mà nhìn thấy lá cờ vàng là bà sắp đến ngay. Thì đang nói chuyện ấy thì tôi đi đến, và thật sự là tôi á khẩu, hết sức xúc động. Thì chị Lê Xuân cũng ngờ đến khi tôi nhắc ra một vài câu, với là hai chị em ôm nhau hết sức là quý mến, hết sức là kỷ niệm. Những người tranh đấu gặp lại nhau, tức là từ những năm 1983 ở hai cái vị trí khác hẳn nhau, tức là ở cái vị trí của một người vừa mới từ biển đến Phi Luật Tân, và từ Phi Luật Tân đến Pháp đó, là đi đôi giày, là còn là đôi giày trái mùa, tức là mùa đông thì lúc mà chúng tôi đến là nó bắt đầu mùa đông, nhưng cái đôi giày mà chúng tôi được phát cho là cái đôi giày của mùa hè, cho nên nó rất là lạnh, và trông nó rất là kỳ dị, cũng như là quần áo là gọi là quần áo của Hồng Thập Tự, tức là của những người họ không mặc nữa, là họ cho. Thì chúng tôi đâu có biết là nó cái màu đẹp nó như thế nào, cái lá mốt nó ra làm sao, miễn nó có quần và áo mặc là đi thôi. Tuy nhiên sau này nhìn lại những tấm hình đó, thì mình thấy thực ra mình tội nghiệp mình hết sức. Thì với một người như vậy, gặp và làm việc chung với những người như chị Lệ Xuân thì quả thực là nó đặc biệt, hết sức là đặc biệt. Ngay như là cái câu chuyện của anh Trần Văn Bá, khi mà anh Trần Văn Bá bị bắn, bị xử tử hình ở Việt Nam ấy, thì lúc bấy giờ nó là những anh em trẻ có vào Tổng hội sinh viên Paris, lúc đó tôi nhớ là dẫn đầu là bởi anh Nhơn, anh Lâm Thành Nhơn, là làm những cuộc biểu tình canh thức luôn á, tức là suốt đêm đó, ở gần cái tòa đại sứ của Việt Nam Cộng hòa cũ, mà sau này đó là những người cộng sản họ lấy.
Và những ngày đó hết sức là lạnh. Những ngày đó là những ngày 26, 28 tháng 12. 26, 28 tháng 12. Tức là nguyên một tuần lễ đó là lạnh. Mà năm 1984 là năm lạnh nhất của Paris trong vòng 7, 80 năm. Là cái năm 84 mùa đông, 84 là lạnh nhất. Và đứng suốt đêm với nhau như vậy. Rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều kỷ niệm. Nên khi gặp lại trong những cái cuộc biểu tình cùng với anh Huỳnh Công Phải năm ngoái ấy, là nó thấm thoát từ năm 1984 cho tới năm 2022 thì tức là 2021, 2022 thì nó là một cái thời gian rất là dài. Gặp lại thì cái người thanh niên 24 tuổi ngày xưa đó là tóc đen, thân thể còn gọi là có cơ bắp, đến bây giờ đã là tóc trắng rồi và đã ốm yếu rồi. Và một người nữ tranh đấu sang trọng là chị Lệ Xuân là cũng đã tóc trắng rồi nhưng còn hết sức là sang trọng, hết sức là đẹp. Vâng, thưa các anh chị em, chúng ta lan man với nhau như vậy để muốn nói với nhau rằng những cái cuộc biểu tình trong vòng 2 năm vừa qua đó là nó có những yếu tố chính trị rõ rệt. Thứ nhất là cái câu chuyện, trở lại cái câu chuyện những cuộc biểu tình chống vaccine đó là ý thức chính trị cao độ và nhận diện vấn đề chính trị cao độ và rộng khắp trên toàn thế giới. Cho tới giờ này còn rất nhiều những cái nhìn trái chiều lẫn nhau về vấn đề vaccine. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng sự thật đã bắt đầu được phơi bày và người ta đã thậm chí là đã đặt những cái câu hỏi rất lớn để đặt những người làm ra vaccine đó sẽ phải đối diện với một cái tòa án của quốc tế, tòa án Nuremberg. Thưa các anh chị em, song song với câu chuyện vaccine thì trong năm vừa qua nó lại xảy ra một cái câu chuyện khác. Đó là câu chuyện liên quan đến nền chính trị của Pháp và cách điều hành chính trị của Pháp. Người ta có sự nhận định rằng những người làm chính quyền, tức là làm cái gouvernement, nơ mông, làm cái khung chính quyền, tức là bên tổng thống là đã có những sự mua chuộc, đã có những sự mà bắt tay bắt chân với một cái thế lực nào đó, thế lực chính trị nào đó, nó là siêu quyền lực của thế giới để dẫn nước Pháp nói riêng và dẫn Âu Châu vào một cái con đường gọi là con đường của quyền lợi của cái giới quyền lực. Trong cái giới quyền lực đó thì nó người ta nhận diện ra nó có nhiều cái sự quan hệ lẫn nhau, ràng buộc lẫn nhau giữa những người làm ra vaccine, những người ủng hộ vaccine, những cái chính phủ tác tạo ra sự thúc ép vaccine, nó có liên hệ chặt chẽ với nhau. Cho nên đâu đó người ta nhìn thấy, người ta nhận thấy là cái cuộc tranh đấu của 2 năm vừa qua liên quan đến hai cái cuộc biểu tình rất lớn kéo rất dài đó, thì nó tạo ra hai cái dấu ấn hết sức đặc biệt của 2021 đến 2027. Những cái động thái biểu tình của lần sau, tức là mới đây đó, 2-3 tháng mới đây đó, câu chuyện chúng ta đang bắt đầu bước vào tháng 7 thì là những cái câu chuyện của tháng 4 và những cái câu chuyện của tháng 5 đó, là nó có những yếu tố tác động chính trị hai chiều lẫn nhau hết sức là đặc biệt. Bởi vì như những cái cuộc biểu tình chống vaccine đó, thì nó không được lãnh đạo, không được dẫn đạo bởi những cái tổ chức công đoàn
mà nó gần như là tự phát, và song song đó là có một cái đảng mới xuất hiện, đó là đảng Ái Quốc. Thì nó không bị dẫn dắt quá nhiều bởi những thế lực chính trị mang tính công đoàn. Trong khi cái cuộc biểu tình, những cái cuộc biểu tình của tháng 3, tháng 4, tháng 5 trong thời gian vừa qua tại Pháp đó, là nó bị dẫn dắt bởi những thế lực của các công đoàn. Thì nó thế lực của các công đoàn ấy, thì khi mà hô hào biểu tình, người ta sẽ nó sẽ đông đảo hơn nhiều, nó sẽ có quy mô hơn nhiều, nó sẽ có tổ chức hơn nhiều, bởi vì nước Pháp đó là cái nước mà các cái công đoàn được phép hoạt động tương đối gọi là như tình trạng nấm mùa chớm mưa, tức là nó là một cái đất nước mà các công đoàn được phát triển rất mạnh, hoạt động rất rộng. Mà công đoàn ấy thì cánh tả thường nắm rất là nhiều, đặc biệt là công đoàn CGT. Hình thức công đoàn, hình thức hoạt động công đoàn nó mang cái tính cách xã hội, nó mang cái tính cách gọi là các anh chị em Việt Nam, ở Việt Nam hay dùng cái chữ là xã hội dân sự, tức là những cái hoạt động, những cái hành động xã hội dân sự của những cái tổ chức đâu đó gọi là ngô, tức là NGO, tức là tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức phi chính phủ. Tuy nhiên thực chất nó có phải là phi chính phủ hay không? Nó có phải là hoàn toàn độc lập hay không? Thưa không, tất cả các công đoàn đều bị lèo lái phía đằng sau. Họ gọi là độc lập đó. Họ gọi là công đoàn độc lập đó, nhưng được dẫn dắt, được lèo lái bởi những cái đảng phái phía đằng sau, đặc biệt là các đảng phái cánh tả. Thì các cái cuộc biểu tình, người ta tưởng rằng nó sẽ liên tiếp để dựng thành cuộc cách mạng giống như là cuộc biểu tình về vaccine. Thì cái hướng biểu tình, cái lời kêu gọi biểu tình và ban đầu đó của cái năm vừa qua, tức là của tháng 3, tháng 4 vừa qua đó, thì nó không có sự xuất hiện không được phép xuất hiện của cái đảng Ái Quốc, là một đảng rất mới và chi phối rất lớn vào trong những cái cuộc biểu tình của năm 2021 về chống vaccine. Thì đảng Ái Quốc bị cấm toàn diện, bị cấm biểu tình, bị cấm tổ chức biểu tình. Tôi nghĩ đây là một cái sự nhận xét tinh tế của, tức là khôn ngoan của những người cầm quyền và của cái thế lực gọi là thế lực siêu hình, chính trị siêu hình mang tầm cấp quốc tế. Cho nên nó mới có cái tình trạng là cái đảng nó không có được quyền làm những cuộc biểu tình. Và những cuộc biểu tình vì thế đó là chỉ có các công đoàn, và đã nói đến công đoàn thì cánh tả nắm gần như hầu hết. Thưa các anh chị em, cuộc biểu tình mang tính cách đòi sự độc lập của quốc hội đó, đòi quyền lực của quốc hội giữa cái tam quyền phân lập đó, thì trong cuộc biểu tình của cái giai đoạn tháng 3, tháng 4, tháng 5 là cho tới ngày hôm nay là bị tắt đi. Nó tắt đi, nhiều người có cái suy nghĩ rằng cái cuộc cách mạng như vậy là nó không thể hình thành được. Đối với suy nghĩ của tôi, nó nói như vậy cũng chưa hẳn. Chúng ta ở Paris ít nhất nó đã có được 6 cuộc biểu tình, 7 cuộc biểu tình, thay vì là 39 cuộc biểu tình của năm 2021-2022, thì 2023 nó có được chừng 56 cuộc biểu tình mà thôi. Và nó khựng lại bởi vì không có tổ chức. Không có tổ chức là bởi vì các cái công đoàn là họ ảnh hưởng bởi những người nắm về cánh tả, những người nắm về chính quyền, và họ có những cái thỏa nhượng với nhau. Cái nhìn của tôi đó là cái phản ứng của người dân họ đã thể hiện, và cái phản ứng của người dân đó khi nó đã thể hiện rồi thì nó như là một ngọn lửa nó giữ ở đó. Có thể vì một cái lý do bị lèo lái, bị mua chuộc, bị như thế nào đó mà bên phía công đoàn là bắt tay với thành phần cầm quyền, thì cái phía
thật sự gọi là chính thiện của người dân đó, nó vẫn là ngọn lửa âm ỉ, cái hòn than đó, cái đống than đó cho tàn có thể phủ lên, nhưng ở bên trong của cái kho tàng đó vẫn là một ngọn lửa âm ỉ, ngọn lửa cách mạng, và tôi nghĩ rằng nó sẽ có cơ hội nó bùng lên. Một số những người ngày hôm nay đó, đang liên tưởng đến cái cuộc gọi là cuộc bạo loạn đang xảy ra tại Pháp trong vòng 4 ngày vừa qua đó, nó đâu đó nó mang tính cách mạng, nó đâu đó nó giống như những cái cuộc đó, những cái cuộc biểu tình của 2021, 2022, 2023 tại sư phạm. Tôi không nghĩ như vậy. Tuy nhiên bất ngờ sẽ còn rất nhiều đến với chúng ta. Cái động lực đầu tiên, sự phát khởi đầu tiên của những cái hành động biểu tình ngày hôm nay đó, nó đi từ một cá nhân, cậu Nance là một người Algeria bị được cho là bắn chết trong xe tại Nanterre, một cái thành phố ngoại ô phía tây của Paris, và đó là một cái thành phố rất nhiều cái cộng đồng người Bắc Phi, tức là gọi là người Pháp đó, nhưng mà giống như chúng tôi vậy, chúng tôi là gọi là người Pháp nhưng mà là người Pháp gốc Việt, thì người Algeria, người Moroccan, người Iranians, người Turkey thì họ đều mang cái văn hóa Hồi giáo, văn hóa Địa Trung Hải. Và và những cái cộng đồng đó họ có một cái lối suy nghĩ riêng, có một cái lối giáo dục riêng. Tôi sẽ trình bày để chúng ta đâu đó phải nhận thức ra cái vấn đề tiềm ẩn của Việt Nam liên quan đến vấn đề nhân chủng, liên quan đến vấn đề chủng tộc. Bởi vì nếu chúng ta không có giải quyết đến nơi đến chốn về vấn đề chủng tộc đó, thì trước sau gì nó cũng sẽ xảy ra những bế tắc rất lớn cho xã hội. Và ngày hôm nay cái câu chuyện nước Pháp đó, nó đang xảy ra cái chuyện đó. Trước đây từ 15 năm, cái phát kiến của tôi, những suy nghĩ của tôi, một số những người có hỏi tôi về cái cộng đồng người Hồi giáo sống tại Pháp, cũng như hỏi tôi về cái tình hình của nước Pháp, xã hội của nước Pháp, chính trị của nước Pháp nó như thế nào, nó có gọi là toàn bích hay không, nó có thể là trường cửu hay không. Thì từ 15 năm trước, với cái nhìn thiện cận của tôi, với cái nhìn hẹp hòi của tôi cũng đã có trình bày rồi, là đó, nước Pháp là sự bất ổn, chính trị Pháp là sự vá víu bất ổn. Nó vá víu bất ổn nó từ kinh tế đến xã hội và đến tư tưởng. Tư tưởng là gì? Tư tưởng nó liên quan đến dân tộc. Và vấn đề giáo dục nó liên quan đến vấn đề tôn giáo. Nước Pháp chấp nhận cái tinh thần gọi là đa chủng tộc, đa văn hóa, đa tôn giáo. Và đã khi mà chấp nhận cái giá trị của đa văn hóa đó, thì phải chấp nhận cái quyền đa thê của những người Hồi giáo. Vì thế mà sau cái giai đoạn năm 1910, 1920, 30, 40 đó, là có nhiều những người lính gọi là lính Lê Dương đó, là những người lính đó, kể cả lính thợ lẫn công nhân cũng như là lính hải ngoại, thì họ được quyền ở lại Pháp sau cái Convention năm 1948 của Liên Hợp Quốc. Và khi họ được quyền ở lại đó, thì họ sẽ được quyền đưa vợ con của họ sang. Và một khi mà cái chính quyền Pháp chấp nhận cái giá trị gọi là đa văn hóa đó, thì đương nhiên phải chấp nhận cái quyền đa thê của người ta. Chấp nhận quyền đa thê nghĩa là vợ của người ta thì có quyền đoàn tụ. Cho nên thường là một ông người Hồi giáo Bắc Phi thì các ông có trung bình là 8 đứa con. Trung bình là 8 đứa con. Và tức là 8 đứa con nó sống tại Pháp.
8 đứa con trung bình, và trung bình là 2 đến 3 người vợ. Người ta ở đây, người ta lấy vợ và người ta có 2-3 đứa con. Sau đó người ta lại đi về chính quốc của người ta. Giống như là tôi đi về Việt Nam, tôi có một bà vợ nào đó, tôi đem bà vợ đó, tức là làm giấy tờ hợp pháp là vợ của tôi, thì tôi đem sang bên Pháp. 3-4 năm sau tôi lại tiếp tục làm một bà khác nữa. Tức là tôi có 3 bà. Và tôi đương nhiên là được bảo lãnh 3 bà. Tức là những người vợ của tôi được đến Pháp. Thì khi mà những người vợ ra đến Pháp thì sinh con đẻ cái. Một người đàn bà, hoặc nói nôm na là một cặp vợ chồng người Pháp, tính trung bình chưa đến một người con, tức là chuyện có con là người Pháp họ không muốn nữa, chưa đến một người con, trong khi đó, gọi là một cặp vợ chồng của người Hồi giáo thì khó nói, tại thường đó là các ông là có 2 bà hay là 3 bà. Thì nói nôm na là một người đàn ông Pháp khi có vợ thì chưa có được một người con. Trong khi một người đàn ông Hồi giáo khi có vợ thì người ta tính trung bình là 8 đứa con. Bởi vì 2 bà hoặc 3 bà, 8 đứa con. Và 8 đứa con đó, mỗi đứa con một tháng được nhận trợ cấp cho tới năm 18 tuổi. Và trợ cấp mỗi tháng khoảng 400 mấy euro, 400 mấy cho tới 500. Thì đó là một cái số tiền không nhỏ. Cho nên có khá nhiều những người gọi là những người Hồi giáo, những người văn hóa Bắc Phi, họ đi làm, họ đến Pháp, họ đi làm, họ sanh đẻ ở Pháp, họ đi làm. Nhưng họ chỉ làm cho nó có lệ thôi, tức là họ làm chừng một năm, rồi họ nghỉ, họ xin cái quy chế gọi là trợ cấp thất nghiệp. Thì xin cái quy chế trợ cấp thất nghiệp đó thì họ có được khoảng 2 năm để hưởng cái quy chế trợ cấp thất nghiệp đó. Thì cái tiền trợ cấp thất nghiệp thì nó khoảng 80% so với cái đồng lương mà họ lãnh. Thì thường là như vậy. Họ bản thân tôi cũng gần như vậy. Tuy nhiên là trường hợp của tôi là tôi muốn dành cái thời gian của tôi có nhiều cho cái chuyện đất nước của tôi. Cho nên nó khá là khác nhau. Thì cái nguồn quỹ của cái gọi là social, quỹ xã hội, nó bị lồng, nó bị lạm dụng rất là nhiều. Và rất nhiều những người Pháp chính quốc, chính gốc đó, họ cảm thấy bất công. Bởi vì nhất là những người độc thân thì thảm. Tại vì độc thân ấy thì anh làm cái tiền thuế của anh, cái tiền đóng góp của anh là khoảng 40%. Và cái phần đó là nó trôi vào với những đối tượng lại không phải là chính quốc Pháp. Đa phần những thiếu niên Bắc Phi đó là không có học đến nơi đến chốn. Họ vào trường thì họ cũng khá là phá phách. Và thường họ học tới lớp 9 là họ nghỉ và họ đi làm thợ. Và họ đi làm thợ thì cũng như hồi nãy tôi nói, họ đi làm thợ thì chỉ có họ làm một năm để rồi họ dừng lại, họ ăn cái lương trợ cấp 2 năm hoặc 3 năm. Và cái nguồn tài chính chính của họ chính là cái tiền trợ cấp của những đứa con. Nếu họ có 4 đứa con và mỗi một tháng họ xấp xỉ có được khoảng 2.000 tiền quan, 2.000 tiền euro. Và trong cái trường hợp đó là họ ở nhà thuê không phải trả tiền, tức là nhà nước trả tiền cho họ, kể cả là tiền nước, tiền điện nước là nhà nước trả cho họ tới 80%.
Vì thế đó, nó có một cái lỗ hổng về cái gọi là chủ nghĩa socialist, chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội thì nó đẹp đấy, nó tốt đấy, nhưng với điều kiện là tất cả mọi người đều công bằng, không có sự lạm dụng. Nhưng cái câu hỏi cần đặt ra là liệu nó có cái thiên đàng đó hay không, tức là con người ta không lạm dụng. Cho nên vì thế tại sao tôi chống cái gọi là chủ nghĩa xã hội, và tôi coi đó nó là giả hình. Người ta đó, rớt vào cái tình trạng là người ta hái trái ở trên cây, người ta lên trên cành, người ta hái ngọn, người ta bẻ đọt, người ta tàn phá hết. Người ta không có lo vun trồng, bón gốc, chăm cành gì cho cái cây đó cả. Thì 1 năm, 2 năm cây đó còn èo uột, còn 10 năm thì tiêu. Cho nên cái xã hội ngày hôm nay là cái xã hội nợ chúa chủ, chính phủ nợ chúa chủ. Những người làm chính quyền vì thế đó phải bám vào một cái quyền lực khác, phải bám vào một cái thế lực khác để có được quyền lợi cho họ. Những người chọn làm việc cho chính phủ, tức là làm chính trị đó, và họ chọn đó là một cái nghề. Và song song với cái tiền họ nhận được từ cái gọi là cái quỹ lương của nhà nước dành cho họ, thì họ còn có những cái nguồn khác, lương lậu mà. Và cái khoản lậu đặc biệt chính là cái khoản của một thế lực khác trả tiền cho họ. Một cái thế lực ẩn danh, một cái thế lực bao trùm. Họ trả tiền để làm gì? Để họ khống chế được con đường của quốc gia đó, đường đi nước bước của quốc gia đó. Hầu hết các quốc gia phương Tây đều bị cái tình trạng như vậy. Chúng ta không đề cập đến Cộng sản Việt Nam hay là Cộng sản Trung Quốc, bởi vì hồi nãy tôi đề cập đến các quốc gia phương Tây là bởi vì chúng ta nghĩ rằng các quốc gia phương Tây nó có bầu cử tự do, nó có trọn vẹn cái quyền của người dân để quyết định, để quyết đoán. Tuy nhiên, trong vòng 3 năm vừa qua, chúng ta đã nhận diện ra được rất nhiều vấn đề. Chúng ta nhận diện ra được bề trái của cái gọi là bầu cử. Người đi bầu cử quan trọng vô cùng, người bỏ phiếu quan trọng vô cùng, nhưng quan trọng hơn cả là cái người đếm phiếu, là cái hệ thống đếm phiếu, và họ nắm được cái quyền lực đó. Người dân hết sức tha thiết, hết sức chân thành đi bỏ phiếu, đứng xếp hàng đi bỏ phiếu. Cho nên năm vừa rồi là tôi không có một cái sự khuyến khích nào cả đối với kể cả bạn bè của tôi để mà gọi là đi bỏ phiếu. Bởi vì như tôi lặp lại, cái câu chuyện của Mỹ xảy ra tại Mỹ nó làm cho chúng ta nhìn ra câu chuyện của Miến Điện. Từ cái câu chuyện Miến Điện nó làm cho chúng ta nhìn ra câu chuyện ở Brazil này. Và từ cái câu chuyện của Brazil nó bắt buộc những người như chúng tôi phải nhìn vào cái câu chuyện của nước Pháp. Và phải hỡi ơi nhận ra rằng cái câu nói rằng bầu cử nó là quan trọng đấy. Đi bầu nó là quan trọng đấy. Nhưng mà quan trọng hơn tất cả nó là cái người đếm phiếu, đó là cái người kiểm phiếu. Ai nắm được cái giá trị, cái sức mạnh kiểm phiếu là người đã thắng. Và ngày hôm nay chúng ta đã nhìn thấy rất rõ cái hệ thống siêu quyền lực là cái hệ thống nắm cái quyền kiếm phiếu, quyền điểm phiếu đó. Chúng ta ở Việt Nam chúng ta không có cái quyền bỏ phiếu. Chuyện bầu cử Việt Nam là cái chuyện nó thô bỉ. Cái câu chuyện ở Tây Phương cũng như ở Mỹ, chuyện bầu cử nó thô bỉ. Nhưng cái thô bỉ nó ở một cái tầm cấp khác, nó siêu hơn. Và nó chỉ thành công được khi nó đã chui thật sâu, leo thật cao vào trong cái hệ thống chính trị của Tây Phương. Tức là nó có cả hàng trăm năm để nó có được cái chân đứng, nó có một cái thế đứng để ảnh hưởng vào được cái chuyện kiểm phiếu. Nó khác với ở những cái nước cộng sản. Người ta không cần 100 năm, người ta chỉ cần 10 năm. Thí dụ như cái chuyện năm 1945 của Việt Nam.
kéo dài đến năm 1954. Người ta chỉ cần từ năm 1945 đến năm 1954, cái gọi sau cái gọi là kháng chiến 9 năm, à, người ta có toàn diện quyền lực. Hay như là thằng Cộng sản Tàu năm 1949 là ọc một cái là các ông, tức là khoảng 10 năm là các ông có được cái quyền thống trị, giữ được cái quyền thống trị. Và khi các ông giữ được cái quyền thống trị rồi, à, tất cả cái chuyện phiếu, bỏ phiếu, đi phiếu này kia gì đó, nó là gọi là cái chuyện giả hình. Nó là một cái bài, gọi một cái bài toán nham nhở mà người dân vẫn cứ phải theo thôi. Người dân cứ phải đi bỏ phiếu, biết rằng à, nó là chuyện thừa đấy, nó là chuyện bẩn bựa, nó là chuyện bẩn thỉu đấy, nhưng mà người ta vẫn cứ phải gắp ăn vào mồm cái miếng bẩn thỉu đó. Đó là cái câu chuyện bầu cử tại Việt Nam và bầu cử tại quốc gia, các quốc gia như Trung Quốc. Ngày hôm nay, cái câu chuyện trở lại, cái câu chuyện đang hỗn động, đang xảy ra tại Pháp. Nhiều người nói là à, đâu đó nó có dính dáng đến một cái cuộc chuyển đổi nào đó, một cái cuộc cách mạng tầm cấp thế giới nào đó. Tôi không nghĩ rằng nó như vậy. Nhưng biết đâu nó lại trở vào, đúng vào cái vòng, gọi là cái vòng xoay, vào cái quỹ đạo đó. Theo những cái sự tìm hiểu của tôi, nó có hai cái nhánh, hai cái nhánh đều muốn tận dụng những cuộc biến động đang xảy ra tại Pháp ngày hôm nay. Hai cái nhánh đó, một cái nhánh gọi là nhánh thiện của thế giới đó, tầm cấp thế giới. Một thứ thiện, một thứ gần như cũng siêu chính phủ. Còn một thứ thì gồ, rất là lớn. Nó có một cái tuổi thọ cả mấy trăm năm nay rồi. Và nó rất là tinh khôn. Đó là cái hệ thống tả. Thì một số người cho rằng cái hệ thống tà đang sử dụng cái nhân lực, gọi là nhân lực của Bắc Phi, tức là của những người thiếu niên thanh niên gốc Bắc Phi, để làm loạn tại xứ Pháp. Tôi không suy diễn theo chiều đó được, bởi vì nếu mà làm loạn như vậy đó thì nó bị rối động, là nó rối động cho ai? Nó rối động cho chính quyền của ông tổng thống Macron đang nắm quyền. Và một khi cái chính quyền của ông Macron bị lung lay, bị ảnh hưởng tiêu cực đó, thì cái quyền lợi nó đương nhiên nó sẽ quyền lợi và quyền lực đương nhiên nó sẽ tuột khỏi tay của phe cánh của ông Macron. Mà phe cánh của ông Macron rất nhiều những tin tức mà người ta nhận được là nó liên quan đến hệ thống siêu quyền lực của thế giới, hệ thống gọi là carbon của thế giới. Cho nên chúng ta sẽ đối diện với rất nhiều những sự bất ngờ. Nhiều người nghĩ rằng à, cái đời sống nó đang ổn như vậy đó, không thể nào nó có thể xảy ra được một cái cuộc, gọi là cuộc cách mạng được. Nhưng biết đâu cái chuyện đang xảy ra tại Pháp nó lại bắt ngòi, nó châm ngòi, nó làm cháy lan ra. Tức là cái hướng cháy, chủ trương người ta đốt, người ta không phải đốt trên con đường đó, nhưng mà nó lại lan ra một cái con đường khác và nó xảy ra một cuộc cách mạng. Cái yếu tố để xảy ra cuộc cách mạng quan trọng nhất là những người dám hy sinh, những người dám chết. Khi không có những người dám hy sinh, không có những người dám chết thì không thể có được một cuộc cách mạng. Gọi là một số người thí dụ nói là ở Việt Nam thì cần gì cái chuyện bạo động và phản đối cái chuyện bạo động ngay, cái chuyện Tây Nguyên nó là à, cái chuyện đó là chuyện ngu dốt, đã gọi là đấu tranh dân sự. Đấu tranh gọi là xã hội dân sự thì phải là tuyệt đối ly khai với bạo động. Cái điều đó nó có thể đúng, nhưng nó chỉ có đúng như sách vở thôi. Chả có một cái cuộc gọi là cách mạng nào mà là không đổ máu, và đổ máu là phải là đổ máu. Vấn đề là đổ máu ít hay nhiều và đổ máu đúng hay sai. Tôi nói thí dụ như là cách mạng, cuộc cách mạng gọi là cuộc cách mạng Nhung tại
do ông Heron khởi xướng, mà người dân của Tiệp Khắc đó, một phần của Tiệp Khắc bây giờ gọi là Czech đã thành công. Cái cuộc cách mạng đó không phải là không có đổ máu, và cuộc cách mạng đó nó không phải là một ngày một buổi, một năm một tháng. Nó được chuẩn bị rất kỹ lưỡng và nó chấp nhận rất nhiều những sự đàn áp, những sự thủ tiêu. Cho nên bảo rằng sẽ Việt Nam sẽ có một cuộc cách mạng gọi là cách mạng không đổ máu thì tôi không tin được, tôi không tin là nó có được. Nhất nữa là cái bản tính của người Việt Nam cũng như mối cừu hận nó lớn quá. Cho nên vấn đề là tìm cách nào đó để giảm thiểu tối đa cái sự đổ máu, chứ không phải là chúng ta nói không thể được, tức là một cuộc cách mạng tại Việt Nam mà để đổ máu là không thể được. Cái đó chỉ có trên sách vở mà thôi, trên sách vở của những ông, những bà trói gà không chặt mà thôi. Trở lại cái câu chuyện tại Pháp, 4 ngày hôm qua là 4 đêm đầy bạo lực. Người ta đốt phá, người đốt phá đâu đó gọi là, tức là hai cái chuỗi biểu tình của năm 2021-22 đến đầu, tức là tháng 4, tháng 5 2023 đó, bảo rằng nó có bạo động, nó có bạo loạn, bạo động. Không thấm gì cả so với 4 ngày vừa qua, không thấm gì. Và thậm chí nó đã xảy ra những lời tuyên bố của cảnh sát. Cảnh sát Pháp đã tuyên bố tình trạng chiến tranh. Cảnh sát Pháp tuyên bố tình trạng chiến tranh trên toàn quốc. Vậy cái gì nó đang xảy ra? Và rất nhiều những vị cảnh sát cấp cao đã tỏ một thái độ hết sức phẫn nộ đối với những người làm khu vực nước măng, tức là đối với chính quyền, những người làm chính quyền, thí dụ như là tổng thống, phủ tổng thống. Họ bực mình vì những báo cáo của họ, những cái dự báo của họ từ 20 năm trước đã không được đáp ứng. Mà những dự báo từ 20 năm trước, ít hay nhiều, trong đó có kể cả là một số những cái, tại vì chúng tôi là những cái công ty an ninh làm việc chung với cảnh sát. Và sau mỗi một cuộc, gọi là một cuộc xảy ra sự bạo loạn, một cuộc hợp tác chung đó, đều phải làm những bản báo cáo và gợi ra những cái ý tưởng của mình về cái lý do làm sao nó xảy ra, tại sao nó xảy ra cái sự việc đó và nguyên nhân nó từ đâu, là cái cảnh báo nó có thể xảy ra tiếp hay không, và liệu nó có làm nguy hiểm cho xã hội Pháp hay không. Từ 20 năm trước, 15 năm trước, chúng tôi đã có những nhận định về cái câu chuyện của thiếu niên Bắc Phi. Thiếu niên người Pháp gốc Bắc Phi. Và kể cả là cái câu chuyện về cái quỹ an sinh xã hội, tức là bị lạm dụng. Thì khi mà một người cha mà có đến 8 đứa con hoặc là 10 đứa con thì làm sao mà dạy được. Hơn nữa là ông đâu phải một bà đâu, ông hai bà, ba bà, thì lúc ở nhà này, lúc ở nhà kia, làm sao ông có thể dạy dỗ con cái của ông được. Và chưa kể là cái văn hóa nó khác nhau. Người Hồi giáo thì mang niềm tin với Đức Tiên Tri Allah. Và cái mối cừu hận của người Hồi giáo với người Công giáo nó đã kéo dài hơn 1.000 năm rồi. Cái câu chuyện gọi là thánh chiến của người Công giáo phương Tây, tức là của Tây Âu đó,
nó đã tạo ra những cái vết hằn, những vết thương rất lớn cho người Trung Đông, cho người Bắc Phi. Ngay như cái câu chuyện 911, tức là câu chuyện tòa tháp đôi xảy ra thời ông Tổng thống George Bush cũng vậy. Ngày hôm nay người ta bắt đầu người ta nhận ra nó là một cái tai nạn được tạo ra để lấy đó làm một cái lý cớ để đánh vào Iraq. Mà đánh vào Iraq là nó liên quan đến hết, tức liên quan tinh thần đến hết cái cộng đồng của Địa Trung Hải, cộng đồng của người Hồi giáo. Chưa kể là những thắng tích, những cái danh thắng, những thắng tích, những cái đền cổ tại Iraq bị tàn phá, cố ý hay là vô tình bởi những người lính của quân đội Hoa Kỳ. Và những cái thắng tích đó, nó có những cái di tích cả hàng 6.000 năm, 4.000 năm, 3.000 năm, cũng như là liên quan đến công giáo cũng vậy, đến gia đình của ông Joseph, ông Jesus cũng vậy, bà Maria cũng vậy, những cái nơi bà Maria đã sống, những vùng mà những cái năm lưu vong của gia đình bà Maria, cũng như là sau thời gian mà sau cái chết của ông Giêsu, của Đức Giêsu, đó là cái cuộc đời lưu vong của bà Maria nó như thế nào, nó gắn chặt với Iran rồi Iraq. Cho nên nó có quá nhiều cừu hận. Nó vấn đề cừu hận 911, vấn đề cừu hận của Công giáo và Hồi giáo, và vấn đề cừu hận thuộc địa Bắc Phi. Và ngày hôm nay cái tôi nói đến sự bất ngờ là nếu nó có những người khéo dẫn dắt thì họ sẽ dẫn dắt những người đang liều mạng, những người đang tức khí mà đang liều mạng, đại đa số là thanh thiếu niên của người Bắc Phi. Họ sẽ làm bất cứ điều gì nếu như họ thấy rằng họ được dẫn dắt đúng. Một số những người bảo rằng có thể là họ sẽ đốt phá đền thờ, sẽ đốt phá nhà thờ. Tôi nghĩ là nó khó. Bởi vì một khi đã có sự dẫn dắt, mà tôi đang nhìn thấy là có sự dẫn dắt. Sự dẫn dắt đó là đánh vào trong những cái trung tâm media, những cái trung tâm chơi bời, những cái trung tâm gọi là du hí, hoặc là về phía bên ngân hàng. Thì tôi nghĩ cái đó nó đang được dẫn, nếu có sự dẫn dắt thì dẫn dắt nó tương đối đúng. Nhưng xin cảm ơn anh Hoàng Phong, anh Ngô Hoàng Phong. Vâng, cái câu chuyện bí mật lịch sử con người là cảm ơn anh Ngô Hoàng Phong đã dẫn dắt, đã gợi cho các anh chị em nhìn thấy cái vùng đất của Babylon, vùng đất của Địa Trung Hải, và những giá trị lịch sử về tín thần cũng như là về văn hóa của con người của vùng Iran. Thì quả thực là đây là một cái phạm trù rất lớn, và đây là một cái mối gọi mối cừu hận nó dai dẳng vô cùng, nó sâu và nó rộng trong hầu như tất cả những người thanh niên và thiếu niên Bắc Phi cũng như là Hồi giáo, và nó chỉ có chờ cơ hội bùng nổ thôi. Và ngày hôm nay đó, nước Pháp thực ra đó là cảnh sát Pháp chỉ có thể gọi là mạnh tay mạnh chân với những người Tây phương thôi, với những người gọi là phương Tây thôi, với những người da trắng phương Tây thôi, chứ còn gặp một cái cộng đồng của người Trung Đông đó thì cảnh sát Pháp né. Sợ. Tôi có đang nói ngoa không? Thưa các anh chị em, tôi đã từng có cả chục năm làm nghề security PV, tức là an ninh tư, và
Và vì là mình là người ngoại quốc, cho nên phải phải mà là người ngoại quốc Á Châu nữa. Công ty tôi gần như là công ty duy nhất của người Á Châu có những cái hợp đồng với cảnh sát Pháp. Là mình phải liều mạng. Và khi mà liều mạng như vậy để giành được những hợp đồng, để giành được những quan hệ đó, thì mình có những cái hiểu biết, mình có những cái kinh nghiệm, gọi là kinh nghiệm máu đối với cái vấn đề an ninh xã hội, an ninh chính trị, an ninh đối với cảnh sát của Pháp. Cho nên chúng tôi hiểu rất rõ những người Pháp, những người cảnh sát Pháp. Dĩ nhiên cảnh sát Pháp thì họ được trang bị ghê gớm hơn, và họ cái lý tưởng nó cũng khá hơn, cái chính nghĩa của họ cũng khá hơn. Nó không như là cảnh sát Việt Nam. Cảnh sát Việt Nam thì so với cảnh sát Pháp thì chỉ có 20% thôi, gọi là lý tưởng cũng như thể lực cũng như là huấn luyện. Tuy nhiên những người hoạt động trong cái ngành cảnh sát Pháp thì rất sợ những người Bắc Phi, những cộng đồng Bắc Phi. Những cá nhân thì họ không sợ đâu, nhưng mà khi mà đã có chừng 10 người rồi đó là nó khác. Cho nên ngay như cái tỉnh Năng Te đó, cái Vin, cái thành phố Năng Te đó, mà cảnh sát, xe cảnh sát đi vào đó là luôn luôn xe cảnh sát vào trong những cái Vin đó là luôn luôn từ 4 đến 5 người trong xe, hoặc là hai xe phải đi với nhau. Cho nên hôm trước đó, cái clip mà ghi hình đó, của cái người cảnh sát mà đang chĩa súng vào anh Naen đó, và có phát ngôn một cái câu đó là mày loạn quạng cái con nã đạn vào đầu mày, thì cái âm thanh đó cái là ghi âm từ cái xe cảnh sát thứ hai, chứ còn người dân thường thì không thể nào ghi âm được cái đoạn cận đó và ghi hình và ghi âm được trong cái bối cảnh đó. Tại vì nguyên tắc anh không được quyền, tại vì cái đó là phải gọi là máy chuyên nghiệp. Mà trong cái lúc mà bất ngờ như vậy thì không ai có xách cái máy chuyên nghiệp ra để mà đứng khoảng 20 mét để mà ghi hình cả. Còn nếu mà gọi là máy telephone thì phải cận vào khoảng 4 mét mới ghi hình được cái cảnh đó, 4 mét đến 5 mét, và 4-5 mét là anh bị đùm ngay. Tại vì cảnh sát mà, anh đến gần trong lúc người ta đang làm việc như vậy là anh bị đùm ngay, ít nhất thì cũng què chân. Cho nên người ta đang dựa vào cái câu chuyện mà anh Naen bị bắn đó, là vì cái động lực kỳ thị chủng tộc của người cảnh sát. Thực ra đó là cái vùng Năng Te, bởi vì hai cái Vin nó khá là gần nhau. Tôi trước khi tôi đi tù là tôi ở cái Vin gọi là Colum, tức là nó cách Năng Te, tức là nó là biên giới giữa Năng Te và Colum. Trong khi Colum thì lúc đó nó còn rất là yên lành, người cộng đồng Bắc Phi là chỉ có, và người da đen Hồi giáo là chỉ có ở bên Năng Te thôi, chứ bên Colum rất là ít. Nhưng mà qua con sông thôi là vào cái thành phố Pong, hướng về Pong Toa, tức là cái thành phố Argentoi đấy, thì nó lại là khủng khiếp hơn nữa, gần như nó là cái thành phố của người Hồi giáo. Cho nên cái vùng đó cảnh sát đi vào là tâm trạng của họ đã là căng thẳng, mà khi mà họ ách xe lại đó, mà anh không có nghe đó. Họ yêu cầu anh phải rời khỏi xe, tức phải bước ra khỏi xe, phải bỏ tay, tại vì nguyên tắc là xe cảnh sát ách lại là anh phải buông ra khỏi vô lăng, anh không được để tay trên vô lăng và tắt máy. Anh tắt máy, tay không còn trên vô lăng để anh nói chuyện với cảnh sát. Và lúc đó có thể cảnh sát sẽ mời anh ra ngoài khỏi xe, anh phải mở cửa, tức là hoặc là cảnh sát mở cửa kéo từ bên ngoài, hoặc là anh phải đẩy cửa, và tay còn lại không được đụng vào vô lăng. Anh để tay lên vô lăng là loạn quạng, anh bị bắn ngay, tại vì anh có thể tống ga bất kỳ lúc nào. Cho nên cái trạng thái của anh Naen khi mà bị cảnh sát chĩa như vậy mà anh vẫn để tay trên vô lăng đó, nghĩa là anh đã vi phạm rồi, nghĩa là anh đã chống lệnh rồi. Vâng, thưa chị Mai. Cho nên là cái câu mà anh chàng cảnh sát anh nói rằng đại khái là
mày loạn quạng, mày chống lệnh là tao nả đạn vào đầu mày. Thì cái câu nói đó là câu nói anh cảnh sát nào cũng thế thôi. Tại vì trong cái bối cảnh ở giữa một cái thành phố mà gọi là thành phố địch, tức là thành phố toàn là những người đó, và rất nhiều những vụ buôn bán ma túy cần sa là họ phải làm như vậy thôi. Cho nên cái câu chuyện nó đang được thổi phồng lên, và tôi không, cho tới giờ này tôi không biết rằng cái phát đạn nó nổ trúng đầu ông hay không, trúng đầu ông Nayan hay không, tức là người thanh niên 17 tuổi, hay là anh ta chết, có thể là đạn trúng vai hay là trúng đâu đó, hoặc là không trúng, nhưng nó có tiếng nổ và nó có gọi là có tia rê, có bóp cò, thì cái lỗi là cái lỗi bóp cò về luật pháp. Nhưng mà xét về tình tiết, cái trạng thái đang xảy ra cái việc đó thì nó khác ạ. Đứng ở cái vị trí, cái bối cảnh xảy ra sự việc, cũng như cái hoàn cảnh xảy ra sự việc, thì đối với tôi, người cảnh sát đó không thể bị quy vào cái tội cố ý giết người, tức là cố sát, mà đâu đó nó là tự vệ. Bởi vì anh tống ra được nghĩa là anh không chịu tắt máy và anh vẫn cầm trên vô lăng, cái đó là chống lệnh, cái đó là trong cái phạm gọi là cái phạm vi, cái hành trạng tội phạm đó là hành trạng anh chuẩn bị anh giết người. Tại vì anh tống ga và anh quật vô lăng mạnh là thằng cảnh sát nó tiêu thì ít nhất là cái hông này cũng vất đi. Cho nên cái câu chuyện đang dẫn đến những sự bất ngờ. Những sự bất ngờ đó, tôi gọi là nếu những người dẫn đạo có ảnh hưởng để dẫn đạo được cái cộng đồng của người Hồi giáo đó, để dẫn đến câu chuyện NATO, cái thù hận, cái cừu hận đối với NATO của hầu hết thanh niên Hồi giáo. Song song với cừu hận, tại sao là cừu hận NATO? Bởi vì NATO thì dính đến Do Thái. NATO thì đâu đó đối lập với Iran. Cho nên mà Iran là gọi như là Mecca, Iran là gọi là vùng đất thánh của họ, của người Hồi giáo. Cho nên cái tâm lý là tâm lý không có ưa gì NATO, đó là tâm lý thứ nhất. Cái tâm lý thứ hai nó liên quan đến người Mỹ. Cái câu chuyện xảy ra tại Iraq, cái sau cái vụ gọi là nổ tòa tháp đôi đó, bây giờ người ta đã nhìn ra rất nhiều những cái bí ẩn phía đằng sau, thậm chí là đó là một cái mô hình, tức là một cái câu chuyện tạo ra cớ sự để từ đó mà làm cái cuộc xâm lăng đánh đưa quân vào Iraq. Người ta nghĩ như vậy, tức là thanh niên đại đa phần, tôi những cái người mà tôi hiểu được, tôi biết quan hệ với họ, họ đều nghĩ như vậy. Dù mình nói thế nào thì nói, họ vẫn nghĩ như thế. Nên những cái sự kiêu hận nếu được dẫn dắt, gọi là được dẫn dắt tốt trong ngoặc kép nha, cái chữ tốt được dẫn dắt tốt, thì nó sẽ trở thành máu lửa. Tôi lặp lại, những cái cuộc cách mạng hình thành nó được cuộc cách mạng, nó phải có những người dám sống dám chết, và cái cộng đồng đó là cộng đồng dám sống dám chết. Tại sao? Nó liên quan đến tôn giáo. Rất nhiều những thanh thiếu niên của người Hồi giáo, bởi vì cha mẹ không dạy được họ. Tại sao không dạy được? Các bà đi theo các ông chồng đi sang bên này đó, là nó giống như Việt Nam, là nhiều người đi sang Mỹ với bất kỳ giá nào, kể cả là với những ông già như tôi hoặc già hơn tôi chẳng hạn, để đi sang Mỹ làm giấy tờ đàng hoàng, cưới hỏi đàng hoàng. Nhưng mà sang tới Mỹ rồi đó thì 3-4 năm sau thì Oroba chia tay nhau, ai có đời sống của người đó, và bà nuôi con được quyền ở lại Mỹ. Thì ở Pháp này cũng vậy, rất nhiều những người phụ nữ Hồi giáo là đơn thân, có 3-4 đứa con mà đơn thân,
mà không phải chỉ 3-4 đứa con, tôi biết có những người 6 đứa con đơn thân. Mà Pham Sơn á, tức người đàn bà mà không có chồng, ly dị chồng mà có 6 đứa con thì trợ cấp của người ta lớn lắm ạ. Tiền gọi là tiền trợ cấp an sinh xã hội của người ta lớn lắm ạ. Gọi là Pham Sơn ấy. Chúng tôi làm hộc gạch cũng bằng thu nhập 1/3 của họ mà thôi. Thưa các anh chị em, cái câu chuyện của xã hội Pháp, cái những cái cuộc bạo loạn này nó đang dẫn đến một cái tôi gọi là một cái chiều hướng tiền cách mạng, tức là nó dính. Hồi đấy tôi có một cái so sánh là người ta đổ xăng đổ dầu để đốt trên cái con đường, thí dụ như trên cái con đường Võ Chí Công chẳng hạn ở Sài Gòn, không biết có con đường Võ Chí Công, tôi lấy thí dụ như vậy, thì nó lại là không cháy dữ dội ở con đường Võ Chí Công mà nó lại cháy ở con đường Võ Văn Kiệt, không biết có con đường Võ Văn Kiệt không, mà tôi lấy thí dụ như vậy, thì đó là một cái hình thái gọi là bất ngờ của những trạng thái cách mạng. Những người thanh niên, thiếu niên của người Bắc Phi, người Hồi giáo đó, vì gia đình không có theo sát họ được, cho nên họ vào trong trường lớp đó là họ phá, và họ không thấy niềm vui ở trong trường lớp tại vì nó khác văn hóa, cho nên là họ chơi với nhau và họ phá vách. Đến một lúc nào đó họ cần tìm về cái chỗ dựa tâm linh của họ thì họ tìm vào ai? Họ tìm vào bố họ không có được, tại vì hầu hết những người mà tôi biết là không coi bố nó ra cái gì hết. Kể cả mẹ, tức là coi cha mẹ không ra gì. Mà trong đầu của mấy ông là sao? Trong đầu của mấy ông chính là các vị tu sĩ, các vị tu sĩ Hồi giáo. Mà các vị tu sĩ Hồi giáo thì 10 vị 10 vị là tới 7 vị rưỡi là chống Mỹ rồi. Chống Mỹ, chống NATO rồi. Bởi vì như hồi nãy tôi nói là nó đụng rất nhiều, nó đụng đến rất nhiều vấn đề, đụng đến lịch sử, đụng đến văn hóa, đụng đến tín ngưỡng, đụng đến tâm linh. Cho nên nó là ngòi thuốc nổ. Cho nên tôi nói là thí dụ như bên Đức là cái cộng đồng của người Tiệp Kỳ, người Thổ Nhĩ Kỳ ít hay nhiều, đó là một ngòi nổ, đó là một cái thùng thuốc súng đối với bên Đức. Họ đặc biệt là cái cộng đồng sau này mới đến, tức là khoảng 7-8 năm nay nữa, thì nó có rất nhiều vấn đề, nó tiềm ẩn rất nhiều vấn đề, nhất là khi mà khác nhau về tín ngưỡng. Thì ở Pháp nó y chang như vậy. Nhưng vấn đề ở Pháp nó không phải là mới, mà nó là từ, nó được khởi đi từ những giai đoạn năm 1910-1920, lính Tây, lính Thợ hoặc là những người tha vô phọc xê, tức là những cái công việc ngoài đường, những công việc cực khổ đó người Pháp họ không làm, cho nên họ mướn người nước ngoài đến làm, trong đó có rất nhiều người Bắc Phi. Và khi cái công văn sông năm 1948 nó xuất hiện ấy, thì họ đương nhiên họ được quyền ở lại nếu họ có 10 năm làm việc trên nước Pháp. Và người Pháp đó, vì là họ không chịu làm những công việc cực khổ, cho nên là cái cộng đồng của những người Bắc Phi hoặc những người Hồi giáo Nam Phi cũng đến rất là đông để làm tha vô phọc xê, tức là làm những cái công việc nặng nhọc trên sư pháp. Thì khi mà họ ở đây thì họ gia đình của họ đến đây, và vì vấn đề tôn giáo và tôn trọng cái chuyện đa thê đó, thì cho nên họ trung bình của một người đàn ông của họ là 8 đứa con. Vì thế khi những cậu thiếu niên, thanh thiếu niên không có tìm được cái chỗ dựa về tâm linh đối với gia đình của họ, thì họ tìm đến các nhà thờ Hồi giáo. Và các vị ấy chính là những vị dẫn dắt tinh thần của họ. Cho nên những
cái gọi là những cái động thái đang xảy ra, tôi đang cảm giác rằng nó có sự tổ chức, nó có sự dẫn dắt. Chứ không hề đơn giản mà Pháp đã phải, cảnh sát Pháp đã phải tuyên bố tình trạng chiến tranh. Cảnh sát Pháp. Và rất nhiều người cấp hàm lớn của Pháp đã lên tiếng, à, đại khái là, à mẹ, tao đã nói rồi. 10 năm trước tao đã báo, tao đã cảnh báo rồi. 20 năm trước chúng tao đã cảnh báo rồi. Chúng mày cóc thèm nghe, chúng mày cóc thèm Rickley, chúng mày cóc thèm dàn xếp cho nó rõ ràng. Thì bây giờ hệ quả nó xảy ra như vậy. Tao buộc. Tức là, à, chúng mày nói rằng ở chỗ đó có động, có bạo loạn, chúng tao đến, nhưng mà để mà xông vào đánh đấm với đám thanh niên Bắc Phi đó thì chúng ta không thể thực hiện được. Bởi vì nó khác gì là kêu chúng ta vào lửa để chết. Cho nên cái câu chuyện của những người Bắc Phi đang làm rất là dữ dội thì tại Pháp, và tôi đang cảm thấy là nó có dấu hiệu những người Tây Âu cũng đã có mặt trong những cuộc biểu tình đó, tức là những người không phải là người Pháp gốc Bắc Phi, mà là những người Pháp chính gốc, cũng như là những người Pháp gốc Ý, gốc Đức chẳng hạn. Tôi đã thấy có mặt những người như vậy. Nghĩa là đâu đó cái ý thức chiến lược nó đang được vẽ thành một cái đường cong mới. Và cái đường cong này sở dĩ nó hình thành nhanh là bởi vì nó có những người quyết tử. Mà những người thanh thiếu niên Hồi giáo đó, họ dễ quyết tử lắm. Họ có những người, họ được trang bị là cứ nã chết một người công giáo là đương nhiên họ chết họ được lên thiên đàng. Và khi mà họ chết họ được lên thiên đàng, họ được hưởng nhiều cái gọi là cái vinh hoa phú quý của cõi thiên đàng có. Chân vấn đề nó đang trở thành rất sâu, rất xa và rất rộng, loạn quạng trở thành một cuộc cách mạng. Một cuộc cách mạng không mong muốn. Đối với tôi, nếu xảy ra như vậy thì tôi gọi đây là cuộc cách mạng không mong muốn. Bởi vì nó sẽ dẫn đến những cái gì đó mà người ta không nắm được. Tức là người ta nhảy lên trên một con tàu, mà con tàu đó máy hết sức mạnh nhưng mà không có bánh lái. Cái đó là cái nguy hiểm. Thưa các anh chị em, từ cái câu chuyện đang xảy ra tại Pháp, chúng ta muốn nói với nhau ở Việt Nam là liệu chúng ta có thể xảy ra cái tình trạng đó hay không? Tại Việt Nam có xảy ra tình trạng đó hay không? Từ nào nó có? Nó có từ cái vấn đề giáo dục, từ vấn đề ý thức. Sự xung đột ý thức nó dẫn đến những sự xung đột về quyền lợi. Và xung đột ý thức, xung đột quyền lợi, nó khi nó được cộng phần với vấn đề nhân sinh, vấn đề chủng tộc thì vô phương đỡ. Đặc biệt là miền Nam của Việt Nam, chúng ta có cộng đồng Khmer Rouge, chúng ta có cộng đồng văn hóa Khmer, chúng ta có cộng đồng văn hóa Tây Nguyên. Đừng nghĩ rằng những người Tây Nguyên là họ nhỏ nhoi quá, chẳng sợ gì cả. Nhìn như vậy là chỉ có những cái nhìn rất rất thiển cận, tức là chỉ có nhìn thấy mâm cơm của mình, cái ánh mắt của mình, cái tầm nhìn của mình không qua được cái bát cơm, cho nên mình mới coi thường những người Tây Nguyên. Đừng quên những người Tây Nguyên là họ có nguồn gốc của họ, nó có bản gen, họ có văn hóa của họ liên quan đến những cái nước xung quanh, thí dụ như là Campuchia, thí dụ như là Philippines, thí dụ như là Lào, Hơ Mông, tức là họ liên quan đến nhau. Và liên quan đến vấn đề tâm linh cũng vậy. Con người ta chết không phải là hết đâu.
Chỉ có bọn khùng, bọn cộng sản vớ vào vớ vẩn thì mới nghĩ được là con người ta chết là hết thôi. Vâng, thưa các anh chị em, cái hiểm họa của Việt Nam không phải là không có, để không thể diễn ra giống như cái tình trạng của Pháp hiện tại. Mà những người làm gọi là chức năng cầm quyền cần phải ý thức rằng đến một lúc nào đó khi người dân người ta chịu không nổi nữa, người ta sẽ bung ra thành một cuộc cách mạng. Và một khi cuộc cách mạng không có tay lái thì tan nát hết. Khi có tay lái, các ông còn có chỗ đứng được, danh dự các ông còn có thể tồn tại được, dòng họ các ông còn có thể tồn tại được. Nhưng khi không có bánh lái nữa thì cào bằng hết, và không có cái quyền lực nào là tồn tại mãi mãi cả. Tinh ý một chút, các ông sẽ phải nhận ra ngày tàn của chế độ cộng sản không còn bao lâu. Kính chào các anh chị em. Tôi xin phép đọc một số những comment để xem có những comment nào cần phải trao đổi không. Anh Hoàng Kỳ Nguyễn là cộng đồng thiểu số mà không phải sợ mà phải tôn trọng. Người Việt sang Tây hay Mỹ hay Úc được tôn trọng đúng mức nên mới hội nhập và phát triển được. Cộng đồng của những người Bắc Phi đó, họ ở Pháp là họ được tôn trọng hết sức đấy. Tuy nhiên ở cái nó liên quan đến vấn đề giáo dục. Một cặp vợ chồng người Việt Nam thì ở Pháp đó, là trung bình hai đứa con thì bảo bọc được, dạy dỗ được. Trong khi người Bắc Phi thì khác. Tính gọi là nôm na là vợ chồng thì phải là 5 đứa con. Mà không có một vợ đâu. Ông nào cũng 2-3 vợ hết á. Cho nên nó thành một cái lỗ hổng về giáo dục. Không có thời gian để giáo dục. Trong khi nó lại trái ngược về văn hóa, trái ngược về tín ngưỡng, tức là thù hận. Hồi giáo và Công giáo là cực kỳ thù hận nhau. Nó gần như nó thành trong máu rồi. Cho nên đó là điều khác biệt giữa những người Việt Nam sống bên những quốc gia bên này với người gọi là người Hồi giáo. Anh Lê Trí Công có hỏi đến, tôi nghĩ đây là câu hỏi liên quan đến vụ 911. Nếu 911 đó là dựng chuyện thì người dân Mỹ và đặc biệt là những người thân còn sống sẽ là làm sao? Mấy hôm trước tôi có đề cập đến cái câu chuyện thiện và ác, và chúng ta cần có một cái thời gian từ 6 tháng đến 8 tháng hoặc là 10 tháng thì nó mới ngã ngũ được. Cái thời gian đó, cái câu chuyện vaccine nó cũng sẽ lòi ra là bao nhiêu phần trăm nó là thiện, bao nhiêu phần trăm nó là ác. Cái câu chuyện của cái đồi Capitol nó cũng sẽ phải được lòi ra, tức là trong vòng một năm nó sẽ phải lòi ra hết. Ai đã giật dây, ai đã thao túng COVID, ai làm ra COVID, và 911 nó như thế nào. Chúng ta, đây là cuộc chiến thiện ác. Chứ còn bảo rằng bây giờ nói đó thì người thì tin, người thì không, tức là bán tín bán nghi. Trong khi gọi là truyền thông chính thống thì họ phủ nhận hết những cái gọi là những cái tin đồn đó, dẫu rằng đó là những tin đồn có logic. Nhưng
cái luồng thông tin của những tin đồn đó, nó chỉ là 2% đến 3% so với cả hàng 90-95% cái gọi là hệ thống truyền thông dân chủ, truyền thông cuội. Cho nên nó là một vấn đề rất lớn. Cho nên cái cuộc chiến thiện ác mà tôi có đề cập là 6 tháng, 8 tháng, cho đến 1 năm, nó sẽ ngã ngũ. Và khi nó không ngã ngũ được thì chúng ta cũng chắp tay thôi, buông xuôi. Anh Ngô Hồng Phong, anh có đề cập lại cái lý do Mỹ phải vào Iraq, đó là dầu hỏa. Và cái thứ hai là bí mật lịch sử con người. Vâng, xin cảm ơn. Rất cảm ơn anh Lê Hồng Phong. À, vâng, anh Ngô Hồng Phong. Có một đề tài khác trong những live stream là đặc biệt là chúng ta sẽ đề cập đến chuyện này. Tuy nhiên, xin hết sức cảm ơn anh. Đối với tôi, điều anh còn mong đến là hết sức là chính xác. Cái chính nghĩa của cái gọi là 911 nó chỉ là ảo mà thôi. Và người ta phải bằng mọi cách người ta chiếm lấy Iraq. Và chính xác đó, về cái vật chất thì nó liên quan đến dầu hỏa, nó liên quan đến năng lượng dầu hỏa, năng lượng vàng đen. Và cái điều thứ hai, nó liên quan đến văn hóa, là bí mật lịch sử con người. Vâng, thưa các anh chị em, tôi nghĩ tôi sẽ dừng lại live stream này ở đây. Và xin tha thiết kêu gọi các anh chị em, chúng ta tập trung cầu nguyện và tập sống thiện. Cầu nguyện với thần linh của chúng ta để thần linh của chúng ta giúp sức cho những người đang hành thiện trên trái đất này. Xin kính chào các anh chị em.